Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, cầu nguyện rằng: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu Con ở trong họ và Con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu chẳng những cầu nguyện cho các tông đồ mà còn cầu nguyện cho tất cả chúng ta là những kẻ đã nghe lời giảng dạy của các tông đồ và của giáo hội mà tin theo Chúa. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu cầu xin cho tất cả được sống trong tình thương của Chúa. Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Thiên Chúa đã ra điều luật: hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Thì bây giờ Chúa Giêsu cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta sống trọn vẹn điều luật ấy. Chúa Giêsu cầu cho tất cả chúng ta được kết hợp với nhau và yêu thương nhau. Thật vậy, đây chỉ là kết quả của lời cầu nguyện trước. Vì nếu chúng ta kết hợp với Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải kết hợp và yêu thương nhau. Mến Chúa và yêu người không phải là một lề luật dựa trên lý luận, nhưng là một thực tế thiết yếu. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương, lo lắng cho người khác, nhất là những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, bệnh tật, nghèo khổ, bất hạnh. Như Thánh Gioan Tông Đồ, nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì không ai yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta nhận được từ Ngài: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Chúa Giêsu cầu cho giáo hội được hiệp nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội và cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Nhất là chúng ta cầu xin để có thể đối thoại và tôn trọng những giá trị các tôn giáo khác. Lạy Chúa, xin làm cho lời Chúa hôm nay tác động để chúng con kết hợp với Chúa và với nhau trong tình thương. Xin Chúa cũng làm cho mỗi người chúng con có tâm hồn rộng mở để đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trong sinh hoạt của chúng con. Amen.